mến, năm mới đã gần đến với tất cả chúng ta rồi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ sản phẩm để giúp chị em mình có thể làm đẹp nè. Để khi năm mới đến, Tết đến xuân về, chúng ta đi hái lộc, chúng ta gặp gỡ những người yêu thương, chúng ta trò chuyện với bạn bè của mình thì lúc nào mình cũng thanh lịch và xinh đẹp hết tới trên ơi. Chính xác của Miếng ơi, đầu năm mới quý vị đã chọn cho mình bộ trang phục như thế nào rồi ạ? Chúng ta chọn tông trang điểm như thế nào nữa nè để mà mình có thể là kết hợp hoàn hảo nhất. Nhưng mà đừng quên là không được thiếu trang sức các chị em nha. Và ngày hôm nay một lần nữa quay trở lại với mình một bộ nữ trang bán rất chạy luôn, rất là được yêu thích bởi nhiều chị em phụ nữ của VTV Hyundai Home Shopping, với bộ nữ trang mạ vàng phú quý đến từ thương hiệu Dora. Đó quý vị nhìn xem đẹp không ạ? Sự kết hợp đồng bộ nha, từ hoa tai nè, từ dây chuyền nè, thêm một chiếc nhẫn xinh xắn làm nổi bật cho bàn tay của mình nữa. Hai màu sắc cho mình dễ dàng lựa chọn quý vị nha. Mình sẽ có là đỏ quyền quý hay là xanh thịnh vượng như thế này đây, phù hợp với mọi trang phục luôn, từ áo dài cho những ngày Tết nè, những bộ trang phục áo bà ba hay là cả những chiếc áo sơ mi và cả những chiếc áo đầm thật là xinh xắn nữa. Và Phụ Miến à, năm mới Tết đến thì mình mua sắm sẽ có nhiều ưu đãi hơn nữa đó Yến ơi. Đúng rồi, mình có thể là mang ngay về một hộp đỏ may mắn đó, thịnh vượng và phú quý như thế này để dành tặng cho các chị em phụ nữ nha quý vị. Ở bên trong hộp này đã có đồng bộ giữa là hoa tai nè, chung với phần dây chuyền đẹp với nhẫn của chúng ta luôn. Mà một hộp này thì chúng ta sở hữu chỉ với mức giá là 699.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Một món quà tặng rất là ý nghĩa dành cho các chị em phụ nữ yêu thương của mình nè. Và chưa hết quý vị nhé, khi mà chúng ta sở hữu sản phẩm này thì chúng tôi còn gửi thêm lì xì cho quý vị và các bạn nữa. Lì xì của chúng ta sẽ có gì đây? Ngoài việc là mình mua sản phẩm với giá ưu đãi, mình còn có thêm quà tặng là một chiếc túi xách với màu sắc ngẫu nhiên, rồi thêm là hai áo thun của màu sắc ngẫu nhiên nữa quý vị và các bạn nha. Nhưng mà lì xì của chúng ta chưa dừng lại ở đó đâu còn quý vị ạ. Chúng ta đó, còn có quá nhiều bao lì xì luôn đó Tú Trinh ơi. Lì xì đầu tiên chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn, cho những quý vị khách hàng nào mà chúng ta mua hai đơn hàng. Ví dụ như là mình có thể mua hai bộ trang sức chẳng hạn trên, hoặc là mình cũng có thể là mua một bộ trang sức với một sản phẩm khác đi, thì chúng tôi gửi thêm lì xì đó là giảm 5% cho đơn hàng thứ hai quý vị nha. Còn nếu như quý vị các bạn chúng ta lựa chọn đó, mua là... thêm đúng rồi, lựa chọn mua thêm đó là mình có từ đơn hàng thứ ba trở lên thì mình sẽ được lì xì là đến 10% luôn. Có rất là nhiều bao lì xì trong chương trình ngày hôm nay, và việc quý vị cần làm đó là nhanh tay lên để chúng ta có thể là nắm bắt cơ hội, gọi điện thoại về cho chúng tôi với số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị nha, hoặc là mình cũng có thể là đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn để chúng ta có thể là mang về trọn bộ sản phẩm rất là ấn tượng trong chương trình này, mà mình có thể là làm đẹp ngay dịp năm mới rất là ý nghĩa này quý vị ạ. Thưa quý vị, và với sản phẩm chính ngày hôm nay của chúng ta đó chính là bộ nữ trang mạ vàng phú quý đến từ thương hiệu Dora. Quý vị sẽ không còn phải mất nhiều thời gian khi mà chúng ta chọn lựa ngay một bộ trang sức để xuất hiện cùng với mình ở trong nhiều hoàn cảnh đặc biệt, và nhất là vào những dịp lễ Tết năm mới cuối năm quý vị nha. Chúng ta có thể kết hợp ngay với áo dài nè quý vị, rất là đẹp mắt luôn, từ dây chuyền, từ đôi hoa tai với thiết kế mặt đá oval nha quý vị nha. Thêm những cái viên đá tinh xảo được đo đính xung quanh nữa, nó làm sáng lấp lánh luôn cả cả đôi bàn tay của mình nè, bờ vai của chúng ta, phần cổ của mình và cả khuôn mặt của chúng ta nữa quý vị ơi. Hai màu sắc rất là dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục và phù hợp cho nhiều màu da luôn đó Phụ Miến ha. Nào là mình có màu đỏ quyền quý nè, hay là màu xanh thịnh vượng. Và Yến thấy đó là với màu đỏ hay là màu xanh thì ở lứa tuổi nào chúng ta cũng có thể sở hữu ngay luôn. Bởi vì đây là hai màu nó rất là nổi bật mà nó vẫn phù hợp được với nhiều sắc màu trang phục khi mà chúng ta phối hợp cùng với nhau đó quý vị ạ. À, năm mới rồi, hãy chuẩn bị một diện mạo thật mới cho mình nào quý vị, tự tin hơn, nổi bật hơn trong nhiều nơi mà chúng ta xuất hiện luôn quý vị nha. Với mức giá ưu đãi mà chúng ta mua sắm ngay trong chương trình này là 699.000 đồng, đồng thời được nhận tặng thêm một bộ quà tặng nữa, đó chính là mình sẽ còn có thêm quý vị nha một chiếc túi xách xinh xắn nào với màu sắc ngẫu nhiên và cầm tay nhỏ gọn, có thể kết hợp luôn với lại những bộ trang phục mà chúng ta mặc hàng ngày. Ngoài ra tặng cho mình thêm hai chiếc áo thun với màu sắc ngẫu nhiên và họa tiết nữa, tặng cho tất cả quý vị nha. Ngay bây giờ hãy nhanh chóng đặt hàng với thời gian đang dần trôi qua rồi. Hãy lựa chọn ngay bộ nữ trang mạ vàng phú quý Dora, sản phẩm được mạ vàng cao cấp, có mặt đá oval các cạnh tinh xảo, viên đá sáng lấp lánh, tinh tế và thu hút theo từng cử động uyển chuyển của cơ thể. Và bên cạnh đó thì với bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora, chúng ta có thể yên tâm là dù là mình là phụ nữ trẻ nè, hay là phụ nữ trung niên, dù là chúng ta đeo riêng lẻ hay là chúng ta đeo trọn một bộ quý vị ạ, vẫn thể hiện được nét đẹp tinh tế và thu hút ánh nhìn của người đối diện, từ đó mang đến sự tự tin cho chủ sở hữu quý vị ơi. Trong bộ sản phẩm của mình sẽ có là dây chuyền mạ vàng với mặt đá oval lớn các cạnh lấp lánh, viền xung quanh bởi nhiều viên đá tinh tế và có chiều dài là 50cm, và mình có thể là gia giảm thêm 5cm nữa quý vị nha. Bông tai mạ vàng viền xung quanh bởi nhiều viên đá lấp lánh, nút cài chắc chắn. Nhẫn mạ vàng với mặt đá oval lớn các cạnh tinh xảo, có nhiều viên đá viền xung quanh tạo sự sang trọng bắt mắt quý vị ạ.
và sở hữu ngay bây giờ để chúng ta không bỏ qua một cơ hội mua sắm đặc biệt chỉ có trong chương trình này mà thôi quý vị nha. Sở hữu ngay bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora. Trọn bộ của chúng ta sẽ có hai màu sắc cho mình dễ dàng lựa chọn, đỏ quyền quý nổi bật hay là xanh thịnh vượng quý phái quý vị nha. Nhận tặng thêm một túi xách thời trang với màu sắc ngẫu nhiên và cả hai áo thun với màu sắc và họa tiết ngẫu nhiên giao về tận nhà cho mình. Và quý vị đừng quên, ngoài mức giá 699.000 đồng, ưu đãi chúng ta nhận thêm gồm có giảm 5% cho đơn hàng thứ hai, 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên, và thời gian áp dụng là từ ngày 1/1/2019 đến ngày 14/12/2019. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay để chúng ta gửi đến thông điệp thành công và hạnh phúc cho người phụ nữ thân yêu. Năm mới Tết đến rồi, chắc là chúng ta rất là bận rộn phải không ạ? Và đặc biệt đối với mỗi chị em phụ nữ nhà mình nè, là chúng ta còn phải cố gắng lo công việc ở cơ quan của mình những ngày cuối năm phụ miếng ha. Bên cạnh đó là mình còn phải chăm sóc nhà cửa nữa. Nhưng mà dù bận như thế nào, quý vị cũng đừng quên là hãy chăm sóc cho bản thân của chúng ta trở nên thật là duyên dáng hơn, đẹp hơn và phải tự tin hơn các chị em nha. Một bộ trang phục phù hợp nè, rồi những cái phụ kiện thời trang nha, nhỏ xinh xinh nữa. Nhưng mà không thể thiếu được một bộ trang sức không quý vị? Bởi vì quý vị biết đó, trang sức là một người bạn không thể thiếu luôn, dành đến cho phụ nữ của mình để mình nổi bật hơn, mình tự tin hơn. Và ngày hôm nay với dịp cuối năm như thế này nè, chào đón một năm mới và chuẩn bị cho những ngày Tết đến rất là gần nữa, quý vị tại sao mình lại bỏ qua một cơ hội sở hữu ngay một bộ nữ trang mạ vàng phú quý đến từ thương hiệu Dora? Và chắc hẳn đây sẽ là một món quà mà chúng ta nên dành tặng cho chính bản thân của mình và cả những người phụ nữ chúng ta yêu thương, để ai cũng trở nên nổi bật hơn và xinh đẹp hơn. Nổi bật hơn, xinh đẹp hơn, và đặc biệt là dịp năm mới của mình đó, mình gặp gỡ mọi người mình cũng tự tin hơn. Đúng vậy nè. Và tất nhiên là ai cũng muốn là mình sẽ nhận được những cái lời khen vào dịp năm mới, đúng không ạ? Khen mình trông là năm nay là có vẻ trẻ hơn nè, tươi tắn hơn và vui vẻ hơn. Và chúng ta cũng sẽ gửi cả những cái lời chúc yêu thương dành cho những người mà chúng ta quan tâm nữa quý vị nha. Và với món quà này thì cũng ý nghĩ là các chị em phụ nữ khi mà mình nhận được quà đó thì mình cũng sẽ rất là thích luôn quý vị ạ. Chúng ta có thể là dành tặng cho mẹ nè, cho chị nè, cho người phụ nữ mà chúng ta yêu thương, hay các quý ông cũng có thể là mua sắm dành cho vợ của mình chẳng hạn. Đó, ví dụ như là dịp năm mới mình mang về một hộp da đỏ như thế này đó trên rất là nổi bật cho mẹ, cho chị nè, hay cho vợ của mình. Mở ra ở bên trong vừa có là bông tai nè, vừa có là nhẫn, vừa có là dây chuyền, và bây giờ là Phụ Miến cũng đang đeo lên trên người của mình luôn và cảm thấy rất là tự tin. Trinh ơi, chỉnh lại một chút xíu cái phần dây chuyền này nha. Đó, quý vị có thể thấy là với mặt dây chuyền ở đây thì nó sẽ có đi viền thêm là những cái viên đá lấp lánh, và lúc Yến nghiêng qua nghiêng lại đó, Trinh có thể nhìn thấy là cái mặt đá và oval, đúng không nào? Đó, nó lấp lánh như thế này. Đây, nó bắt nắng nè, và rất là hợp với là những cái bộ trang phục như là áo dài hay là những chiếc đầm cho mùa xuân của chúng ta đó Trinh ơi. Rồi mình cũng có thêm là cái chiếc nhẫn đi kèm như thế này, cũng đồng bộ với lại đá oval luôn quý vị nha. Như vậy là mình đã có được một cái điểm nhấn ở trên áo của mình nè, đúng không nào? Ở trên tay của mình và cả trên vành tay của chúng ta nữa. Và Trinh thấy rằng là với mức giá chỉ là 699.000 đồng như vậy đó Phụ Miến, mà rất là ưu đãi nha. Với bộ trang sức mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora thì mình đừng có mua một bộ quý vị, mình phải mua hai bộ hoặc là nhiều hơn như vậy nữa. Xanh để đỏ chi luôn. Xanh và đỏ mình có thể là thay đổi cho nhiều mùng khác nhau. Ví dụ như mùng 1 và chúng ta đến thăm thầy cô của mình chẳng hạn nè, hay là chúng ta đến thăm những người lớn của mình quý vị nhá, thì mình có thể là chọn ngay là màu xanh nè, nó rất là nền nã và quý phái như vậy luôn. Rồi những ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 mình đi dự tiệc, mình đi chơi, mình có màu đỏ quyền quý nó nổi bật hơn quý vị ạ. Đó, ví dụ như bây giờ nha, Trinh đang chọn một bộ trang phục là áo dài xanh nè, để chúng ta có thể là mặc đi hái lộc đầu năm, mặc đến thăm người thân bạn bè của mình, nó vẫn trang nhã nhưng mà nó vẫn không kém phần nổi bật. Bởi vì sao thưa quý vị? Ở ngay trên cái phần cổ áo của chúng ta và các cái phần vai của mình nữa, nó sẽ có luôn là một sợi dây chuyền với thiết kế đồng bộ từ mặt dây chuyền nha, đến cả nhẫn, đến cả là đôi hoa tai của mình nữa luôn. Sắc màu xanh rất là đẹp và sang trọng quý vị nha. Màu xanh ở đây không quá tối cũng không quá sáng, một màu xanh vừa đủ và có sự lấp lánh ở mọi góc nhìn khác nhau. Bên cạnh đó thì quý vị quan sát kỹ hơn là mình sẽ còn có thêm, đó chính là những cái viên đá sáng lấp lánh, nó sẽ được đi kèm xung quanh ở ngay cái mặt đá oval như thế này của viên đá quý ở giữa đó quý vị ạ. Cho nên là quý vị nhìn xem nha, đó, khi mà chúng ta xoay chuyển nhẹ nhàng nè, rồi quý vị khi mà chúng ta cầm nắm vật dụng, chúng ta bắt tay người khác nha, hoặc là chúng ta nói chuyện thôi Phụ Miến ạ, thì cái bàn tay của mình đó, nó vẫn trở nên đẹp mắt hơn, nó nổi bật hơn rất là nhiều luôn, và là một cái điểm nhấn giúp cho bộ trang phục của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn các chị em nha. Đồng bộ từ một chiếc nhẫn xinh xắn ở đây, mạ vàng cao cấp nha quý vị nha, đến cả dây chuyền của chúng ta nữa. Và với dây chuyền của mình đó Phụ Miến ơi, Trinh thấy là nó rất là sang trọng ở chỗ là thiết kế đơn giản cổ điển, nhưng mà nó không hề bị lỗi mốt luôn, cho nên nó
phù hợp được với mọi trang phục mà chúng ta xuất hiện quý vị ạ. À. Đó quý vị thấy không, Trinh chỉ cần lắc nhẹ cái mặt dây chuyền thôi nè, hoặc là trên xe quay nhiều hướng khác nhau đó. Đó quý vị thấy là nó bắt ánh sáng như thế này đây, nó giúp cho mình trở nên nổi bật hơn, thu hút hơn dù là ban ngày khi mà chúng ta mang đi ra bên ngoài hay là vào ban đêm khi mà chúng ta đi dự tiệc nữa quý vị nha. Và đừng quên là đó, nó sẽ giúp cho mình hoàn thiện hơn cho khuôn mặt của mình, thêm sáng bật hơn nữa với một đôi hoa tai và thiết kế đồng bộ cùng với nhau. Đó, đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt và vẫn đảm bảo được cho mình là luôn luôn tự tin trong nhiều hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện quý vị nha. Ừ, và với cái dáng oval đơn giản đó mình cũng có thể là dễ kết hợp trang phục đó Trinh nè. Rất dễ mình có luôn. Thể mặc đầm nè, mình có thể là mặc đôi khi là áo sơ mi đơn giản thôi luôn nè. Hoặc là chúng ta có thể là mặc những cái chiếc áo dài dạo phố đúng xuân rồi. Đi đường hoa chẳng hạn hay là đi hái lộc đầu năm quý vị nha. Và với sợi dây chuyền thì quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là mình có một cái sợi dây chuyền mảnh vừa phải với dạng mắt xích rất là dễ dàng sử dụng quý vị ạ. Và chúng ta có thể là tăng giảm được chiều dài của nó luôn. Mình có thể là mình đeo ở ngắn ngắn hoặc là nếu mà mình có cái phần cổ hơi to đó hoặc là chúng ta muốn đeo dài xuống thì dây của mình cũng khá là dài quý vị nha. 50cm và mình gia giảm thêm được cộng trừ là 5cm nữa quý vị ạ. Và phần chất liệu mạ vàng thì cũng rất là chất lượng đó Trinh nè. Đúng nó rồi. Tạo cái độ màu vàng lấp lánh nè. Ở bên trên trên dây chuyền của chúng ta luôn. Đó và quý vị các bạn chúng ta thấy là nó bắt sáng rất là tốt đúng không ạ? Đúng và rồi. Với cái viên đá như thế này thì ngoài cái viên đá ở giữa nằm ở khu vực trung tâm đó. Được giác với wow. rất là nhiều những góc cạnh khác nhau luôn. Có nghĩa là nó không có trơn mặt quý vị nha. Đó nó giác trái, giác phải, giác ở đúng bên rồi. Trên, ở bên dưới như nữa. Thế này để rất là đẹp. Đồng thời là những cái viên đá xung quanh nó cũng bắt sáng luôn. Đó như quý vị nhìn thấy là nó rất là lấp lánh đúng không ạ? Rồi ngay cả là khi mà quý vị các bạn chúng ta nhìn nghiêng qua thì nó cũng sẽ có một cái độ dày luôn đó Trinh ơi. Đó, một cái độ dày nhất định luôn để nó làm nhô lên cái viên đá của mình nổi hơn, đặc biệt hơn. Ở ngay khi trên là chúng ta mặc lên trên chiếc áo chẳng hạn thì quý vị sẽ thấy được là nó giống như tạo cái cảm giác ba chiều vậy đó Trinh ơi. Đó, rất là đẹp luôn đó quý vị nha. Và Tết này thì mình cũng có thể là mình mặc nè, mình đeo vào xong mình cảm thấy là một năm mới tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn, nên rất là đẹp mắt cùng với là sắc đỏ hoặc là sắc xanh. Đúng rồi và Trinh nghĩ rằng là quý vị nào mà đang theo dõi chương trình này, đặc biệt là những quý ông nha mà đã một năm rồi mình thấy là mẹ của mình hay là bà xã của mình hay là người bạn gái của mình đã rất là bận rộn và rất là muốn làm nổi bật bản thân của mình. Đây chính là cơ hội để mà chúng ta mua sắm ngay bộ trang bộ sản phẩm này để mà làm quà tặng đó quý vị ạ. À. Bộ nữ trang mạ vàng phú quý đến từ thương hiệu Dora. Đó quý vị nhìn thấy nha, rất là đẹp mắt luôn, đồng bộ cùng với nhau hai màu sắc cho mình lựa chọn. Và nếu như chúng ta mua được cả hai bộ với hai màu như thế này thì mình dễ dàng thay đổi cho nhiều dịp khác nhau nữa quý vị nha. Phân tích kỹ hơn về mức giá đó quý vị, 699.000 đồng là mức giá rất là ưu đãi đó quý vị ơi. Để mình có ngay cả một bộ nữ trang đồng bộ như thế này mà đảm bảo cả về chất lượng nữa, để chúng ta có thể là sử dụng thay đổi theo nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều không gian khác nhau và cả nhiều bộ trang phục khác nhau nữa. Đồng bộ từ dây chuyền, từ hoa tai và cả một chiếc nhẫn xinh xắn quý vị nha. Và khi mà chúng ta mang về làm quà tặng đó Phụng Miến thì bản thân của người được nhận món quà này nè, đó cũng sẽ cảm thấy là rất là thích luôn khi mà chúng ta vừa mở ra và chúng ta kiểm tra từng sản phẩm như thế này, dây chuyền lấp la lấp lánh và cả chiếc nhẫn xinh xắn của mình cũng như thế nha quý vị. Ngoài ra đó thì đồng bộ từ cả đôi hoa tai nữa, nên quý vị thấy không, nó rất là đẹp mắt như thế này nè. Trinh rất là thích màu xanh này luôn bởi vì nó rất là hợp với lại tuổi của mình và cả mạng của mình nữa. Cho nên đối với những ai mà chúng ta thích đeo theo phong thủy đó quý vị thì đây đó chính là một sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua nha. Đỏ nổi bật hay là màu xanh như thế này đây cũng tùy thuộc theo nhu cầu của mình, nhưng mà quý vị yên tâm, nó sẽ luôn phù hợp với rất nhiều trang phục mà chúng ta lựa chọn luôn, để từ đó thì mình thêm tự tin thì mình sẽ có được niềm vui và một năm mới thật là thuận lợi quý vị ơi. Và ngay bây giờ thì quý vị các bạn chúng ta có thể là lựa chọn cái màu sắc phù hợp với lại cái tính cách này, có thể là độ tuổi hoặc là sở thích của chúng ta quý vị nha. Đỏ quyền quý hoặc là xanh thịnh vượng quý vị ạ. Và chúng tôi gửi tặng cho quý vị thêm phong bao lì xì nữa để gia tăng niềm vui cho dịp năm mới này quý vị nhé. Chúng ta sẽ có ngay lì xì đó là giảm 5% cho đơn hàng thứ hai. Quý vị các bạn chúng ta lựa chọn một bộ sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay hoặc là lựa thêm một đơn hàng ở một chương trình khác nữa thì mình sẽ được tổng là giảm 5% luôn quý vị ạ. Và ngoài ra chúng ta có thêm nữa đó là giảm 10% cho đơn hàng từ thứ ba trở lên quý vị nha. Như vậy là mình mua sắm càng nhiều mình lại càng nhận được thật là nhiều ưu đãi đó Trinh nè. Và riêng với sản phẩm ngày hôm nay là mình đã có lì xì bằng quà tặng nữa đó. Đúng rồi, quà tặng của chúng ta là thêm một chiếc túi xách thời trang với màu sắc ngẫu nhiên và kiểu dáng rất là dễ thương và sang trọng như thế này đây, để quý vị chúng ta có thể kết hợp ngay với nhiều trang phục luôn quý vị nha. Màu sắc ngẫu nhiên của sản phẩm quà tặng được giao về tận nhà cho mình. Ngoài ra thì quý vị sẽ còn có thêm hai chiếc áo thun nữ thời trang nữa với màu sắc và họa tiết ngẫu nhiên tươi tắn cũng giao về tận nhà cho mình luôn quý vị nha. Tuy nhiên là quà tặng thì số lượng không có nhiều và cũng chỉ áp dụng trong đúng chương trình nào quý vị theo dõi mà thôi, nên chúng ta đừng có chần chừ nữa quý vị nha. Điện thoại đặt hàng ngay bây giờ để chúng tôi giao về tận nhà cho mình và tất nhiên miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước cho quý vị.
Hãy nhanh tay lựa chọn bộ nữ trang mạ vàng phú quý Dora, sản phẩm được mạ vàng cao cấp, có mặt đá ô vàng cắt cạnh tinh xảo, viên đá sáng lấp lánh, tinh tế và thu hút theo từng cử động uyển chuyển. Và với bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora, chúng ta dù là những người phụ nữ ở độ tuổi trẻ nè, hay là phụ nữ trung niên, dù là chúng ta riêng đeo riêng lẻ từng món hay là đeo trọn một bộ luôn, thì quý vị yên tâm, vẫn thể hiện được nét đẹp tinh tế và thu hút ánh nhìn của người đối diện, từ đó mang đến sự tự tin cho người sở hữu. Trong bộ sản phẩm của mình sẽ có dây chuyền mạ vàng với mặt đá ô vàng lớn, các cạnh lấp lánh và được viền xung quanh bởi nhiều viên đá tinh tế. Có chiều dài dây chuyền là 50cm và có thể gia giảm tăng giảm thêm 5cm nữa quý vị nha. Bông tai mạ vàng viền xung quanh bởi nhiều viên đá lấp lánh, có nút cài chắc chắn. Nhẫn mạ vàng với mặt đá ô vàng lớn, các cạnh tinh xảo, nhiều viên đá viền xung quanh tạo sự sang trọng và bắt mắt. Còn chần chừ gì nữa quý vị ạ, một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora trong khoảng thời gian còn lại của chương trình ngày hôm nay. Những ngày cuối năm đã rất là bận rộn rồi, những ngày đầu năm mới chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho mình một ngoại hình, một dung mạo thật là tươi tắn để có thể đi đến gặp gỡ những người thân của mình nè, đi hái lộc đầu năm, đi đường hoa và chúng ta tham dự những buổi tiệc nữa. Một bộ trang sức bây giờ là không thể thiếu quý vị nha. Với bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora, như Phụ Mỹ và quý vị thấy đó, thiết kế đơn giản nhưng mà không bao giờ lỗi mốt luôn. Bởi vì sao ạ? Nó rất là thanh lịch quý vị ạ. Những viên đá hình oval ở giữa là sáng lấp lánh luôn, với những cái giác cạnh rất là tinh xảo, kèm theo những cái viên đá được đính ở phía bên ngoài nữa, càng làm nổi bật hơn cho đôi bàn tay của mình nè, cho khuôn mặt của chúng ta, cho đôi tai của mình, và còn có thêm đó chính là cả cái phần vai, phần cổ của mình đó quý vị nha. Đồng bộ với nhau từ dây chuyền đến cả hoa tai và cả một chiếc nhẫn nữa, và có cả hai màu sắc luôn Yến ơi, cho mình thoải mái lựa chọn theo nhu cầu của mình luôn nha. Chúng ta sẽ có ngay đó là đỏ quyền quý và xanh quyền vượng, cả hai màu sắc để có thể là mua sắm làm quà tặng gửi cho dịp năm mới cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Và chưa dừng lại ở đó quý vị, các bạn, chúng ta còn nhận thêm quà tặng là một chiếc túi xách và hai chiếc áo thun màu sắc ngẫu nhiên nữa quý vị ạ. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, mức giá đầu tư chỉ có 699.000 đồng mà thôi. Hãy mang về ngay một món quà rất là chất lượng và ý nghĩa dành tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương cùng với VTV Huyền Đại Hồng Shopping quý vị nhé. Chúng tôi sẽ giao sản phẩm cho quý vị đến tận nhà. Thưa quý vị, giao sản phẩm về đến tận nhà cho tất cả quý vị và chỉ có trong chương trình này mà thôi mới có mức giá ưu đãi là 699.000 đồng cho bộ nữ trang mạ vàng phú quý đến từ thương hiệu Dora và có hai màu sắc là đỏ quyền quý hay là xanh thịnh vượng. Quý vị cứ thoải mái lựa chọn nha. Ngoài ra có ngay quà tặng là một túi xách nào với hai áo thun có màu sắc và họa tiết ngẫu nhiên giao về tận nhà cho mình. Nhưng mà ưu đãi chỉ dừng lại đâu ạ. Sẽ còn có thêm ưu đãi là giảm 5% cho đơn hàng thứ hai, 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên quý vị nha. Đã giảm rồi sẽ còn giảm hơn nữa và thời gian áp dụng là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2019. Hãy nhanh tay đặt hàng quý vị ạ, để gửi đến thông điệp thành công và hạnh phúc cho những người phụ nữ yêu thương. Và đừng quên, chúng ta có quà tặng rất là hấp dẫn dành cho mùa xuân này quý vị nha. Sở hữu sản phẩm chính nhận thêm quà tặng là một chiếc túi xách và hai áo thun với màu sắc và họa tiết ngẫu nhiên, nhân đôi niềm vui và sự tinh tế cho phái đẹp chúng ta. Chúc mừng năm mới quý vị ơi, và năm mới rồi thì mình phải có nhiều điều mới đúng không ạ? Một lần nữa, trong khoảng thời gian phát sóng còn lại không quá nhiều của chương trình ngày hôm nay, nên quý vị chúng ta đừng chần chừ nữa quý vị nha. Hãy cùng cảm nhận ngay là cảm giác của mình khi mình nhận ngay một bộ trang sức được mang về tận nhà cho mình. Và Phụ Miến thấy đó, màu đỏ thôi, nhìn vào màu nhung đỏ của chiếc hộp sang trọng bên ngoài là cảm thấy rất là phấn khích, rất là vui rồi. Và khi mà chúng ta mở ra phía bên trong, quý vị sẽ có chọn một bộ nữ trang mạ vàng phú quý đến từ thương hiệu Dora đó quý vị. Nào là mình sẽ có một đôi hoa tai nè, một sợi dây chuyền nè, rồi có thêm mặt dây chuyền và cả một chiếc nhẫn đồng bộ với nhau nữa. Và Phụ Miến à, lần đầu tiên á, khi mà Trinh nhìn thấy sản phẩm này nha là mình đã thích luôn rồi. Và không chỉ là cho mình đâu mà còn muốn mua về ngay để mà tặng cho mẹ của mình nữa. Là bởi vì Trinh thấy là đôi khi là mình đang ở lứa tuổi là 30 tuổi nha, mẹ của mình thì đã 60 tuổi rồi quý vị, nhưng mà chắc chắn là vẫn có thể là sử dụng chung cùng với nhau. Bởi vì sao quý vị ạ? Bởi vì đây là thiết kế rất là thanh lịch và cổ điển sang trọng luôn của bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora. Cho nên là dù mình ở lứa tuổi trẻ nè, hay là trung niên hay là lớn tuổi, mình vẫn có thể là đeo ngay bộ nữ trang này để tất nhiên là mình sẽ nổi bật hơn và mình thêm tự tin khi mà chúng ta gặp gỡ những người thân của mình vào những dịp năm mới đó quý vị. Cho nên là ngay khi mà nhìn thấy sản phẩm này thì Phụng Yến lấy ra đeo luôn, đeo luôn hợp với lại bộ áo dài của mình và cảm nhận được nó đẹp rất là tinh tế nhẹ nhàng quý vị nha. Chúng ta vẫn có điểm nhấn ở bên trên bộ trang phục của mình, nhưng mà không có đôi khi quá lề loẹt hay là quá sợ khi chúng ta kết hợp trang phục đâu Trinh nè. Nó vừa phải, nó hài hòa, nó nhã nhặn đủ để chúng ta có thể là kết hợp với áo dài nè,
hay là một chiếc váy đơn sơ chẳng hạn, một chiếc váy hoa cho mùa xuân, hay là ngay cả khi chúng ta có thể là mặc áo sơ mi thông thường trong một năm chúng ta gặp gỡ đối tác khách hàng chẳng hạn. Rồi quý vị các bạn, chúng ta có thể rất là dễ dàng mình đeo riêng bông tai chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể là đeo riêng nhẫn, hay là đeo một cái dây chuyền thôi, hoặc là đôi khi ngày hôm đó mình muốn nổi bật hơn một chút xíu thì mình có thể là kết hợp trọn bộ luôn quý vị nha. Vừa có là hoa tai nè, với những cái viên đá sáng lấp lánh và làm tươi tắn hơn cho gương mặt của mình, hay là ở phần dây chuyền. Với dây chuyền thì Phụng Yến rất là thích luôn. Nhưng mà quý vị các bạn, chúng ta nhìn rõ vào trong mặt dây chuyền đó, mình sẽ thấy ngay đó là phần mặt dây chuyền của mình, nó có một cái viên đá oval ở giữa và rất là lấp lánh luôn quý vị ạ. Đúng, mình có thể rồi. Nói chuyện nè, nghiêng qua nghiêng lại như thế này quý vị nha, và dây chuyền của chúng ta bắt sáng rất là tốt luôn đó. Không chỉ là bởi vì viên đá được cắt cạnh, được giác rất là nhiều góc đâu, mà nó còn được bảo vệ, được bao bọc bởi xung quanh rất là nhiều những cái viên đá sáng nhỏ nữa, và nó tạo cái độ ba chiều đó trên nơi, bởi vì là nó có một cái bề dày tương đối như thế này. Khi mà quý vị nghiêng qua nhé, ở bên dưới thân nó sẽ được mạ vàng nè, đỡ lấy những cái viên đá của chúng ta, và phần dây mắt xích của mình cũng bắt sáng tốt luôn quý vị ạ. Và đồng bộ chung với cả đó là nhẫn của mình nữa, cho nên là Trinh có thể là đeo dây chuyền riêng nè, hoặc là đeo nhẫn với dây chuyền như thế này cũng rất là đẹp luôn đó Trinh ơi. Đúng rồi Yến à, và trong những cái dịp mà buổi tối khi mà chúng ta đi dự tiệc đi Yến ha, là mình thường hay chọn những cái bộ trang phục mà nó hở cái phần vai, hở cái phần cổ của mình ra đó, thì những lúc đó đó quý vị mà chúng ta thiếu trang sức thôi thì mình sẽ cảm thấy là ồ nó trống, không trống. Có được hoàn thiện, nó cứ trống trống, nó cứ khó chịu thế nào đó, không biết là quý vị cảm thấy như sao, nhưng mà riêng với Trinh đúng là như vậy đó quý vị à. Còn bây giờ nha, khi mà chúng ta sở hữu về tại nhà của mình nha, đó quý vị sẽ thấy là cả một bộ trang sức nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora như thế này đây. Nhưng mà trước đó là quý vị đó, Trinh gặp lại cho quý vị xem nha. Đây đầu tiên nha, mình nhận về nhà nè, một chiếc hộp nhung đỏ, bề mặt nhung mượt rất là sang trọng và chắc chắn luôn, và màu đỏ như vậy thôi đã thấy là may mắn cho cả năm rồi. Còn ở bên trong thì sao quý vị ơi? Ở đây mình sẽ có hai màu sắc của những viên đá chủ hình oval lấp lánh như thế này nè quý vị, màu xanh thịnh vượng hay là cả màu đỏ quyền quý nữa, để chúng ta có thể lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình nè, sở thích của mình. Đồng bộ ở đây nha là từ một đôi hoa tai luôn, sáng lấp la lấp lánh với kích thước vừa phải, thêm những cái viên đá tinh tế sắc sảo được đính cạnh ở đây nữa, giúp làm nổi bật hơn cho cả đôi viên đá chủ của mình, đồng thời là cả đôi tai của chúng ta khi mình mang đôi hoa tai này quý vị ơi. Ngoài ra thì mình sẽ còn có thêm là cả một cái chiếc nhẫn xinh xắn như thế này đây, thiết kế đồng bộ thanh lịch cổ điển và rất là sang trọng quý vị nha, cả là một cái sợi dây chuyền như thế này và mặt dây chuyền của chúng ta nữa đó. Và quý vị nhìn nha, Trinh chỉ cần lắc nhẹ thôi, quý vị thấy là với cái sự tinh tế gắt góc cạnh ở nhiều góc như thế này nè, nó giúp cho sản phẩm của mình bắt sáng rất là đẹp luôn, và từ đó làm nổi bật hơn cho cả bộ trang phục của mình và cả khuôn mặt của chúng ta, bàn tay của mình và cả phần cổ của chúng ta nữa quý vị nha. Ở đây Trinh cũng đã đeo trên ngón tay của mình là màu xanh dương như thế này nè, với tên gọi là màu xanh thịnh vượng đó quý vị, hay là màu đỏ quyền quý, và với màu sắc nào quý vị cũng yên tâm đi ạ, phù hợp những chị em phụ nữ từ trẻ tuổi đến trung niên và cả lớn tuổi trong nhiều bộ trang phục khác nhau vẫn tự tin chúng ta sử dụng được quý vị nha. Nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ để còn có thêm nhiều quà tặng cho mình nữa đó quý vị ạ. Đúng rồi, và Thúy Trinh có thể hình dung đó là các quý ông nè, khi mà mang về bộ trang sức này có thể là đeo lên ngón tay của vợ mình một cái chiếc nhẫn mới, đúng không nào? Dễ thương quá trời. Kèm theo đó là những lời yêu thương, rồi có thể là lấy chiếc bông ra cài đeo vào ở trên phần bàn tay của vợ mình, một chiếc bông mới hay là choàng qua cổ, đó cũng là những cái cử chỉ rất là yêu thương và ý nghĩa trong cuộc sống của mình luôn quý vị và các bạn ạ. Chăm chút cho cuộc sống, chăm chút cho những cái khoảnh khắc trong năm của chúng ta, chứ không chỉ đợi đến năm mới mình mới dành cho nhau những lời yêu thương, đúng không nào? Chúng tôi nghĩ rằng với bộ sản phẩm này quý vị có thể là mang đến yêu thương, trao gửi yêu thương cho những người phụ nữ mà chúng ta thương mến nhé quý vị. Và với bộ sản phẩm này thì được đặt trong một cái chiếc hộp nhung đỏ rất là sang trọng và chất lượng luôn, để quý vị các bạn chúng ta có thể là gửi một cái món quà tặng thể hiện sự trân quý của mình cho những người phụ nữ luôn quý vị ạ. Và ở đây mặt dây chuyền của chúng ta thì sẽ có phần dây chuyền dài đó là 50cm quý vị nha. Với chiều dài này thì Phụng Yến nghĩ là nó cũng vừa đủ cho các chị em phụ nữ mình sử dụng đó Trinh nè. Nó không có bị quá dài hay là quá ngắn nhé. Và mình còn có ngay là vị trí để mình có thể là tăng giảm thêm nữa đó ở phần thân sau quý vị ạ. Và chúng ta hãy lựa chọn ngay bộ sản phẩm này cùng với lại phần lì xì chúng tôi gửi cho quý vị các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Lì xì thì mình sẽ có ngay quà tặng là thêm một chiếc túi xách và hai áo thun màu sắc ngẫu nhiên làm quà tặng cho các chị em mình trong mùa xuân này, và còn có thêm lì xì về đơn hàng nữa Trinh ơi. Đúng rồi thưa quý vị, giảm 5% cho đơn hàng thứ hai và 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên quý vị nhé. Nên ngay bây giờ quý vị đừng có chần chừ nữa nha, thời gian không có đợi mình đâu và sản phẩm quà tặng cũng không có nhiều nữa quý vị ạ. Giao hàng về tận nhà cho mình miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước luôn với bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora. Hãy đặt hàng ngay để chúng ta gửi đến thông điệp hạnh phúc và thành công dành đến cho những người phụ nữ chúng ta yêu thương.
Bộ nữ trang mạ vàng phú quý Dora yên tâm với chất liệu mạ vàng cao cấp. Sản phẩm có mặt đá oval cắt tặng tinh xảo, những viên đá sáng lấp lánh, tinh tế và giúp chúng ta thu hút theo từng cử động uyển chuyển của cơ thể. Và bên cạnh đó thì quý vị, tại sao mình lại chần chừ khi mua sắm ngay bây giờ có ngay một bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora luôn mà mức giá chỉ là 699.000 đồng, đồng bộ với nhau từ hoa tai, từ dây chuyền, từ cả một chiếc nhẫn tinh sáng với hai màu đỏ quyền quý hoặc là xanh thịnh vượng quý vị nha. Quà tặng của mình là một túi sách nè, hai áo thun với màu sắc họa tiết ngẫu nhiên giao về tận nhà cho mình rồi. Ngoài ra có thêm ưu đãi chỉ có trong dịp này mà thôi, giảm 5% cho đơn hàng thứ hai, 10% cho đơn hàng thứ ba trở lên, đã giảm rồi sẽ còn giảm nữa cho quý vị nha. Áp dụng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2019 quý vị ạ. Hãy nhanh chóng đặt hàng để có ngay bộ sản phẩm giúp cho mình gửi đến thông điệp thành công và hạnh phúc cho những người phụ nữ chúng ta yêu thương. Hãy nắm bắt cơ hội để nhận quà tặng mùa xuân này quý vị nha. Mình có thêm một túi xách và hai áo thun màu sắc và họa tiết ngẫu nhiên khi lựa chọn bộ sản phẩm ngày hôm nay. Nhân đôi niềm vui và sự tinh tế chẳng phải đẹp. Mình đừng chần chừ nữa nha, bộ nữ trang mạ vàng phú quý của thương hiệu Dora đang chờ đợi mình đây ạ. Hãy sở hữu ngay với hai màu đỏ quyền quý hay là xanh thịnh vượng ngay bây giờ để chúng ta thực sự tự tin hơn nào trong mọi dịp mà chúng ta xuất hiện, nhất là vào những dịp Tết đến xuân về như vậy quý vị ạ. 699.000 đồng thôi, và đừng quên là sẽ có thêm những quà tặng để mà chúng ta có thể kết hợp ngay quý vị nha. Nhưng xin được lưu ý quý vị là quà tặng với số lượng không có nhiều đâu ạ, và chỉ áp dụng trong chương trình này thôi. Và cả nhà của chúng ta thì mấy mẹ con mấy chị em cũng có thể là sở hữu nhiều lên bộ quý vị. Đúng không nào? Đúng để chúng ta có thể là đeo đồng bộ với nhau trong những ngày xuân, khi chúng ta đi hái lộc, khi chúng ta đi gặp gỡ bà con họ hàng quý vị nha. Xin chúc cho quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui, nhiều điều hạnh phúc, và lúc nào các chị em mình cũng luôn đẹp, tự tin và tinh tế mỗi ngày các chị em nhé. Xin cảm ơn các chị em mình đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt, và quý vị đừng quên là theo dõi tiếp những dòng sản phẩm tiếp theo trên VTV Hình Đại Hồng Shopping, và hãy mua sắm ngay cho dịp năm mới với thật là nhiều ưu đãi cùng với chúng tôi quý vị ạ. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvvinda.vn.